Cặp đôi Angelababy Huỳnh Hiểu Minh suốt thời gian qua liên tục vướng phải nghi vấn ly hôn. Mới đây, trang QQ tiếp tục đăng tải thông tin gây xôn xao với nội dung hai vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy đã ly hôn, nhà trai đã giành được quyền nuôi con. Lại một lần nữa, CNET bàn tán xôn xao về thông tin rúng động này. QQ cho hay, nguồn tin bắt đầu từ việc một blogger chia sẻ một bài viết với nội dung ẩn danh như sau: sao nữ lột xác nhờ thẩm mỹ và Lục Đại Âm đã chấm dứt mối quan hệ. Lục Đại Âm luôn có nguyên tắc không chơi trò bẩn, chia tay trong êm thấm, đồng thời anh cũng đã có được quyền nuôi con. Vậy nhưng đối phương lại phái người kè kè theo dõi chồng 24/7. Thậm chí Lục Đại Âm đi ra ngoài ăn tối cùng bạn bè cũng bị paparazzi chụp lại, dẫn tới việc phải mang hình ảnh xấu xí. Điều đáng nói, Lục Đại Âm chính là tên lóng mà netizen đặt cho Huỳnh Hiểu Minh, còn Angelababy suốt một thập kỷ qua luôn vướng lùm xùm giao kéo. Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin này nổ ra và gây bão mạng xã hội, Angelababy đã có động thái đáp trả cực gắt. Nữ diễn viên bất ngờ chia sẻ hai hình ảnh của cậu con trai bọt biển nhỏ. Trong hình, bé được mẹ dẫn đi triển lãm. Không chỉ vậy, hai mẹ con còn khoe giày đôi với nhau. Động thái của người đẹp cô dâu đại chiến khiến CNET cho rằng Baby đang cố tình phủ nhận thông tin bọt biển nhỏ đã bị Huỳnh Hiểu Minh giành được quyền nuôi con. Tuy nhiên, rất khó có thể xác định được rằng liệu vợ chồng tài tử họ Huỳnh đã thực sự ly hôn hay chỉ là những tin đồn ầm ĩ trong giới được blogger này truyền cho blogger nọ. Là cái tên quen thuộc trong các bảng xếp hạng nhan sắc xứ Trung, được tung hô là mỹ nhân bất bại trên thảm đỏ, nhưng trước giờ Angelababy lại sở hữu số lượng anti-fan cực kỳ đông đảo. Ngoài hàng loạt phốt đen trong quá khứ, mới đây, người đẹp này lại nhận nhiều gạch đá khi bị giáo viên dạy diễn xuất lên tiếng chê bai. Sau khi hẹn hò với Huỳnh Hiểu Minh, sự nghiệp của Angelababy có bước tiến cực lớn. Về chung một nhà với tài tử họ Huỳnh, cô lại được nâng đỡ mạnh mẽ hơn nữa, trở thành thành viên của show ăn khách Henriat Brazier, tay trắng nghi án kẻ thứ ba chen chân vào mối tình của Huỳnh Hiểu Minh, Lý Phi Nhi. Tiếp đó, Angelababy tham gia hàng loạt những dự án phim có vốn đầu tư khủng, dù diễn xuất còn hạn chế. Từ một mẫu nữ vô danh, người đẹp trở thành mỹ nhân được săn đón nhất nhì showbiz. Thế nhưng sau khi đã nổi tiếng, Angelababy lại muốn xây dựng hình tượng người phụ nữ độc lập, không phụ thuộc vào ai, tự dựng nghiệp nhờ tài năng của mình. Thái độ này của Baby bị dè bỉu, chê cười bởi rõ ràng cô mẫu nữ vô danh ngày nào có được thành công như hôm nay là nhờ công sức rất lớn từ ông xã cô, Huỳnh Hiểu Minh. Ồn ào từ hẹn hò tới hôn nhân, giờ đây cặp đôi này lại khiến công chúng chóng cả mặt với hàng loạt tin đồn ly hôn. Trong khi Huỳnh Hiểu Minh dường như còn cố níu kéo tình cảm thì Angelababy lại tỏ vẻ lạnh nhạt, chẳng hề tương tác với ông xã trên mạng xã hội, ngồi cách xa tại sự kiện. Cách đây, cô còn gây nghi vấn khi đăng tải bức tranh có dòng chữ "Có phải anh lừa dối em không?" khiến dân tình nửa tin nửa ngờ. Từ khi mới bước chân vào giới phim ảnh đến nay, diễn xuất của Angelababy chưa bao giờ được đánh giá cao. Với đôi mắt trợn trắng để biểu đạt cảm xúc một cách khoa trương, quá lố, các vai diễn của cô bị nhận xét không thể nào cảm nổi. Điều đáng nói là sau bao năm vật lộn với nghề, diễn xuất của cô vẫn mãi chẳng chịu tiến bộ. Chưa kể Angelababy còn nhiều lần bị tố không chuyên nghiệp, lạm dụng diễn viên đóng thế, phần mềm chỉnh sửa trong khi cầm số tiền cát xê cực khủng. Đỉnh điểm là trong bộ phim Cô Phương Bất Tự Thường, những cảnh ghép ảnh giả chân của Angelababy khiến netizen phải thở dài ngao ngán. Thế nhưng nữ diễn viên lại dám tự tin khẳng định, nhan sắc của tôi xứng với mức thù lao này, nếu thuận lợi thì tôi đã ôm trọn các giải thưởng rồi. Thái độ huênh hoang của bà xã tài tử họ Huỳnh đã làm mích lòng khán giả. Hiện tại theo thông tin, Angelababy đã phải tự giảm make up để nhận vai, nhưng các nhà sản xuất cũng như đồng nghiệp trong giới đều phải e ngại khi hợp tác với cô. Điều đáng mỉa mai là dù diễn xuất thảm họa, nhưng mỹ nhân này vẫn đoạt giải nữ diễn viên được yêu thích nhất tại lễ trao giải phim truyền hình chất lượng của năm do Đài Đông Phương tổ chức. Điều này khiến cho công chúng bức xúc, chỉ trích cả Angelababy lẫn Lưu Thiên Trì, danh không xứng với thực, tài năng hạn chế nhưng nhắm mắt cho qua, tất cả là vì cát xê.